Sáng ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn. Để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, ngoài hai chốt được thành lập từ tháng 3 tại thị trấn Xuân An, thì bắt đầu từ ngày 29 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã tổ chức lập thêm 4 chốt kiểm dịch tại các địa bàn trọng yếu như Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Cương Gián. Mỗi chốt kiểm dịch đều được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch cùng với lực lượng gồm công an, cán bộ thú y, cán bộ nông nghiệp, phòng tài nguyên môi trường, phòng kinh tế hạ tầng. Sau khi lập chốt kiểm dịch phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Nghi Xuân đã tiến hành kiểm tra và tổ chức phun tiêu độc khử trùng 18 phương tiện lớn nhỏ vận chuyển lợn đi qua trên địa bàn với số lượng gần 1.000 con lợn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam yêu cầu đội ngũ cán bộ, lực lượng tham gia các chốt kiểm dịch thường xuyên túc trực 24/24 giờ, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện vận chuyển lợn đi qua địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện để có phương án xử lý kịp thời.